quả an lạc của đại thiền nghiệp tích ngài trưởng lão Sivali lý trong thời kỳ đức phật và muttara xuất hiện trên thế gian tiền kiếp của ngài trưởng lão Sivali lý là một người cận sự nam trong một gia đình giàu có trong kinh thành hằng savati một hôm đến chùa nghe đức phật padumuttara thuyết pháp khi ấy, Đức Phật tuyên dương một vị Thánh Đại Thanh Văn Đệ Tử, tên là Sudarsana, có tài lộc bậc nhất trong hàng Thanh Văn Đệ Tử của Đức Phật Padumuttara. Người cận sự nam tiền kiếp của Ngài Trưởng Lão Sivali thấy Ngài Trưởng Lão Sudarsana liền phát sinh đại thiện tâm trong sạch có nguyện vọng muốn trở thành bậc thánh đại thanh văn đệ tử có tài lộc bậc nhất trong hàng thanh dân đệ tử của Đức Phật Dị Lai như Ngài trưởng lão Sudasana ấy. Người cận sự nam ấy đến hầu đảnh lễ Đức Phật Padumuttara, rồi kính thỉnh Đức Phật ngự đến Tư Gia cùng với 500 đại đức tỳ khưu tăng để tạo phước thiện đại thí suốt 7 ngày. Đến ngày thứ bảy, người cận sự nam cúng dường bộ y đến Đức Phật Padumuttara cùng 500 chư đại đức tỳ khưu tăng, mỗi vị một bộ. Sau khi dân bộ y xong, người cận sự nam ấy đến đảnh lễ Đức Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ bạch rằng. Kính bạch Đức Thế Tôn, phước thiện bố thí mà con đã tạo suốt bảy ngày qua, con không mong cầu gì khác hơn là có nguyện vọng muốn trở thành bậc thánh đại thanh văn đệ tử, có tài lộc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật trong thời dị lai như ngài đại đức sudasana của đức thế tôn bây giờ đức phật badumutara dùng trí tuệ vị lai kiến minh thấy rõ biết rõ nguyện vọng của người cận sự nam này sẽ thành tựu trong kiếp dị lai nên đức phật thọ ký xác định thời gian rằng này chư tỳ khưu kể từ kiếp trái đất này trong thời dị lai sẽ trải qua một trăm ngàn đại kiếp trái đất đến kiếp trái đất gọi Phách Đá Cá Pá, có Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, người cận sự nam này sẽ sinh trong hoàng tộc, từ bỏ nhà xuất gia, sẽ trở thành bậc thánh đại thanh văn đệ tử, có tài lộc bậc nhất trong các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama, như Sudasana là bậc thánh đại thanh văn đệ tử của Như Lai bây giờ. Lắng nghe lời thọ ký của Đức Phật Padumuttara người cận sự nam vô cùng quan hỷ tạo mọi phước thiện bố thí bốn thứ vật dụng đến đức phật cùng chư đại đức tỳ khưu tăng đến trọn đời trong dòng tử sinh luân hồi do đại thiện nghiệp ấy chỉ cho quả tái sinh kiếp sau khi thì sinh làm vị thiên nam cao quý trong cõi trời dục giới hoặc khi thì sinh làm người cao quý trong cõi người mà thôi khi sinh làm người có đại thiện tâm trong sạch quan hỷ tinh tấn bồi bổ các pháp hạnh ba la mật nhất là pháp hạnh bố thí ba la mật trong thời kỳ đức phật vipassi xuất hiện trên thế gian tiền kiếp của ngài trưởng lão Sivali lý sinh trong ngôi làng không xa kinh thành Panthumati. mati khi ấy dân chúng kinh thành Panthumati mati sửa soạn chuẩn bị tạo phước thiện đại thí cúng dường phật thực lên Đức Phật Vipassi cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng trong các món cơm còn thiếu món bơ đặc và mật ong. Khi ấy, người dân làng tiền kiếp Ngài trưởng lão Sivali đi đến Kinh Thành có đem theo món bơ đặc và tổ mật ong. Nhìn thấy người dân làng có đem theo món bơ cứng và tổ mật ong, người dân Kinh Thành muốn mua hai món ấy với giá cao là một kahapana người dân làng suy nghĩ rằng hai món này của ta đâu có đáng giá đến một ca paná sao người ấy dám mua với giá cao như vậy ta nên dò xét để biết sự thật người dân làng giả làm bộ không chịu bán với giá một ca thì người ấy tăng lên hai ca 5 ná, năm ca 100 ná, mười ca một trăm ca cuối cùng lên đến giá một ngàn ca khi ấy người dân làng muốn biết sự thật nên hỏi người ấy rằng Này bạn thân mến, hai món bơ đặc và tổ mật ong này không đáng giá là bao nhiêu. Vì sao bạn trả giá cao như vậy? Bạn cần hai món này để sử dụng vào công việc gì? Bạn có thể nói cho tôi biết được hay không? Người dân Kinh Thành nói rằng Này bạn thân mến, dân Kinh Thành chúng tôi đồng nhau cùng tạo phước thiện bố thí cúng dường lên Đức Phật Phipassi cùng với chư đại đức tỳ khưu tăng trong các món ăn còn thiếu món bơ đặc và mật ong vì vậy với giá nào chúng tôi cũng mua cho được hai món ấy người dân làng thưa rằng này thưa bạn thân mến việc tạo phước thiện bố thí cúng dường lên đức phật vipassi cùng giới chư đại đức tỳ khưu tăng dành cho dân chúng trong kinh thành pantumati còn người khác tạo phước thiện bố thí cúng dường được hay không Người Kinh Thành thưa rằng Này thưa bản thân mến Việc tạo phước tiện bố thí cúng dường lên Đức Phật Phi cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng không chỉ dành cho dân chúng trong Kinh Thành Bác Thú mà còn người khác cũng tạo phước thiện bố thí cúng dường được vậy. Người dân làng thưa khẳng định rằng Này bản thân mến bạn nên thông báo cho mọi người biết rằng hôm nay việc tạo phước thiện bố thí cúng dường các món vật thực có đầy đủ cả hai món bơ đặc và mật ong lên Đức Phật Vipassi cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng. Xin bạn làm chứng, tôi đem hai món bơ đặc và mật ong đến cúng dường lên Đức Phật Vipassi hôm nay. Người dân làng tiền kiếp của Ngài trưởng lão Sivali cảm thấy vô cùng quan hỷ có được cơ hội tạo phước thiện bố thí cúng dường lên Đức Phật Vipassi nên đi tìm thêm những gia vị vắt lấy nước trộn vào mật ong và bơ đặc làm thành món ăn đặc biệt rồi gói bằng lá sen đi đến ngồi chờ không xa đức phật những người đến cúng dường các món vật thực đến đức phật xong đến cơ hội người dân làng đến hầu đức phật bạch rằng kính bạch đức thế tôn đây là món ăn đạm bạc của con còn kính dân đến chư đại đức tỳ khưu tăng có Đức Thế Tôn chủ trì. Kính xin Đức Thế Tôn có tâm đại bi tế độ, nhận món ăn này của con. Đức Phật Vipassi có tâm đại bi tế độ, nhận món ăn đạm bạc ấy bằng cái bát ngọc do Tứ Đại Thiên Vương kính dân. Rồi Đức Phật phát nguyện, đem chia món ăn đạm bạc ấy đầy đủ cho 68.000 chư Đại Đức tỳ Khưu Tăng thấy đức phật vipassi cùng giới chư đại đức tỳ khưu tăng thọ thực xong người dân làng tức tiền kiếp của ngài trưởng lão sivali đảnh lễ đức phật rồi ngồi một nơi hợp lẽ kính bạch rằng kính bạch đức thế tôn hôm nay dân chúng trong kinh thành bát thú đem các món vật thực đến cúng dường lên đức thế tôn và con cũng cúng dường món ăn đặc biệt ấy lên đức thế tôn do năng lực của quả đại thiện nghiệp bố thí cúng dường này, xin cho con kiếp nào cũng có tài lộc bậc nhất. Nghe lời nguyện cầu như vậy, Đức Phật Vipassi truyền dạy rằng Này con, xin cho lời nguyện cầu của con sẽ được thành tựu như ý. Sau đó, Đức Phật Vipassi thuyết pháp tới độ dân chúng trong kinh thành Panthumati. Rồi ngự trở về ngôi chùa cùng với chư đại đức Tỳ-khưu tăng. Người dân làng cố gắng tinh tấn bồi bổ các pháp hạnh Ba La Mật cho đến trọn kiếp. Trong dòng tử sinh luân hồi, chỉ có đại thiện nghiệp cho quả tái sinh làm người trong cõi người, hoặc sinh làm vị thiên nam trên cõi trời dục giới. Kiếp làm người cố gắng tinh tấn bồi bổ các pháp hạnh Ba La Mật cho được đầy đủ hoàng tử Sivali kiếp chót. Trong thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, hậu kiếp của người cận sự nam trong thời kỳ Đức Phật Padumuttara đã bồi bổ đầy đủ 10 pháp hạnh ba la mật. Nên sau khi chết, đại thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp chót vào lòng hoàng hậu Supa Vasa, đất nước Koliya. Từ khi tái sinh đầu thai kiếp chót, thai nhi Sivali nằm trong bụng bà hoàng hậu Supa Vasa. Do năng lực đại thiện nghiệp của thai nhi Sivali nằm trong bụng, hoàng hậu Supa Vasa từ sáng đến chiều nhận những phẩm vật quý giá từ mọi nơi đem đến làm quà quý báu dâng lên hoàng hậu. Khi ấy, hoàng tộc muốn biết hoàng hậu có nhiều phước như thế nào nên mời hoàng hậu đến kho lương thực. Mời bà chạm tay vào cửa kho thì kho đầy lương thực bà chạm tay vào cửa kho nào thì kho ấy đầy của cải cho nên mọi người trong hoàng tộc đều tán dương ca tụng rằng hoàng hậu là người có nhiều phước một hôm thị nữ đem nồi cơm đầy dần đến hoàng hậu mời bà chạm tay vào cái nồi dù có bao nhiêu người xới cơm ra ăn nồi cơm vẫn không vơi chút nào cả đó là quả đại thiện nghiệp của thai nhi Sivali nằm trong bụng của mẫu hậu. Hoàng tử Siva Lý nằm trong bụng mẫu hậu. Hoàng tử Siva Lý nằm trong bụng hoàng hậu Supa Vasa suốt 7 năm. Trong 7 ngày sắp sinh ra đời, hoàng hậu Supa Vasa chịu nỗi đau đớn đến cùng cực vì cái thai nhi trong bụng không thể sinh ra được cho đến ngày thứ bảy tưởng chừng không thể sống nổi nên hoàng hậu Supa Vasa tâu giới đức vua phu quân rằng muôn tâu hoàng thượng thần thiếp muốn tạo phước thiện bố thí trước khi chết kính xin hoàng thượng ngự đến hầu đảnh lễ đức thế tôn rồi bạch về chuyện thần thiếp đang chịu đau đớn đến cùng cực vì cái thai trong bụng không sinh ra được rằng kính bạch đức thế tôn kính thỉnh đức thế tôn ngự đến cung điện cùng giới chư đại đức tỳ khưu tăng để cho Hoàng hậu Supa-Vasa tạo phước tiện bố thí. Nghe Đức Phật truyền dạy thế nào, xin Hoàng thượng ghi nhớ thế ấy, khi hồi cung truyền lại cho thần thiếp biết. Nghe lời tâu của Hoàng hậu Supa-Vasa, Đức Vua ngự đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bạch y theo lời của Hoàng hậu Supa-Vasa. Đức Phật truyền dạy rằng Sukhini Hô Tú Supavasa, Koliyathita, Sukhini, Aroga, Arogan, Putang, Vicha, Mong cho Supavasa công chúa dòng cô lý giá được thân tâm an lạc, không có bệnh, sinh ra đứa con cũng được an toàn. Sau khi nghe Đức Thế Tôn truyền dạy như vậy, Đức Vua kính đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi xin phép hồi cung. Tại cung điện, hoàng tử sinh ra khỏi lòng mẫu hậu một cách dễ dàng như nước chảy ra khỏi bình dậy. Mọi người trong hoàng tộc vô cùng hoan hỷ, thấy hoàng tử sinh ra đời an toàn, cùng nhau đến chờ chầu đức vua tàu tinh lành này. Đức vua ngự về đến cung điện, thấy mọi người trong hoàng tộc hân hoan vui mừng, tàu giới đức vua tinh lành là hoàng tử sinh ra đời được an toàn. Khi ấy, Đức Vua suy nghĩ rằng lời truyền dạy của Đức Thế Tôn đúng quá. Đức Vua ngự đến gặp Hoàng hậu Subhavasa truyền lại y theo lời của Đức Thế Tôn cho Hoàng hậu nghe. Hoàng hậu Subhavasa tâu với Đức Vua Phu Quân rằng Muôn tâu Hoàng thượng, thần thiếp muốn làm Phước Thiện Bố Thí cúng dường đến Đức Phật cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng suốt bảy ngày đức vua chấp thuận theo lời tâu của hoàng hậu hoàng tử sinh ra đời đã dập tắt được sự nóng lòng của mọi người trong hoàng tộc nên làm lễ đặt tên hoàng tử là sivali nghĩa là mát mẻ đức vua kính thịnh đức phật ngự đến cung điện cùng với chư đại đức tỳ khưu tăng để tạo phước thiện bố thí cúng dường phật thực suốt bảy ngày đến ngày thứ bảy Ngài đại trưởng lão Sariputta hỏi hoàng tử Sivali rằng: "Này hoàng tử, con đã chịu đựng nỗi khổ ở trong lòng mẫu hậu lâu như vậy, nay con muốn xuất gia để giải thoát khổ hay không?" Hoàng tử Sivali bạch rằng: "Kính bạch ngài đại trưởng lão, con muốn xuất gia nếu con được mẫu hậu và phụ vương cho phép." Thế hoàng tử bạch chuyện với ngài đại trưởng lão. Hoàng hậu Suphasa muốn biết nên đến bạch hỏi ngài đại trưởng lão rằng: "Kính bạch ngài đại trưởng lão, hoàng nhi của con bạch điều gì với ngài đại trưởng lão vậy?" Này hoàng hậu, hoàng tử của bà bạch về nỗi khổ nằm trong lòng mẫu hậu suốt thời gian lâu dài như vậy, nên bạch rằng: "Con muốn xuất gia nếu con được mẫu hậu và phụ vương cho phép." Nghe ngài đại trưởng lão nói như vậy, Hoàng hậu Supa Vasa vô cùng quan hỷ, đồng ý cho phép hoàng tử Sivali đi xuất gia. Bà bạch rằng: Kính bạch ngài Đại trưởng lão, kính xin ngài Đại trưởng lão có tâm từ tế độ cho phép hoàng tử của con được xuất gia, bạch ngài. Hoàng tử Sivali xuất gia. Ngài Đại trưởng lão Sariputta dẫn Hoàng tử Sivali trở về chùa Khi làm lễ cạo tóc Ngài Đại trưởng Lão truyền dạy Hoàng tử Sivali thực hành niệm đề mục TACHA PANCHAKA á Đề mục thiền định nhóm RACHA PANCHAKA đó là kesa, LOMA NAKHA DANTA TACCHO cho đến TACCHO DANTA NAKHA LOMA kesa, lông, móng, răng, da, vân vân, da, răng, móng, lông, tóc, vân vân theo chiều thuận, theo chiều nghịch. Hoàng tử Sivali thực hành niệm đệ mục thiền định nhóm ta chá pancha cá ấy trong khi đang làm lễ cạo tóc. Khi những sợi tóc đầu tiên rơi xuống, Hoàng tử Sivali chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo nhập lưu thánh quả niết bàn trở thành bậc thánh nhập lưu tiếp theo những sợi tóc thứ nhì rơi xuống hoàng tử siva lý chứng ngộ chân lý tứ thánh đế chứng đắc nhất lai thánh đạo nhất lai thánh quả và niết bàn trở thành bậc thánh nhất lai tiếp theo những sợi tóc thứ ba rơi xuống hoàng tử siva lý chứng ngộ chân lý tứ thánh đế chứng đắc bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả và niết bàn trở thành bậc thánh bất lai. Tiếp theo những sợi tóc cuối cùng rơi xuống, hoàng tử Siva lý chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc a -ra hán thánh đạo, a -ra hán thánh quả và niết bàn trở thành bậc thánh a -ra hán cùng một lúc với lễ cạo tóc không trước không sau. Khi ấy, hoàng tử Siva lý kể từ khi tái sinh đầu thai kiếp chót vào lòng mẫu hậu supavasa suốt bảy năm và chịu khổ suốt bảy ngày mới sinh ra đời vì vậy hoàng tử seva lý trở thành bậc thánh arahán lúc bảy năm và mười bốn ngày kể từ ngày đại đức seva lý trở thành sa di hàng ngày các cận sự nam cận sự nữ dân cúng dường bốn thứ vật dụng đến cho ngài đại đức seva lý cùng chư đại đức tỳ khưu càng ngày càng đầy đủ, sung túc mà trước đây chưa từng có. Khi Ngài Đại Đức Siva Lý tròn 20 tuổi, được làm lễ nâng lên bậc tỳ khưu, những thứ vật dụng lại càng được phát sinh đầy đủ, sung túc đến chư Đại Đức tỳ khưu nhiều hơn nữa. Hệ mỗi khi có đoàn tỳ khưu đông đảo phải đi tế độ chúng sinh từ xứ này sang xứ khác, trên con đường dài, đi qua vùng hẻo lánh không có dân cư nếu có ngài trưởng lão Siva lý cùng đi trong đoàn đến giờ khất thực do năng lực của đại thiện nghiệp bố thí của ngài trưởng lão Siva lý khiến cho chư thiên quá ra xóm làng thành thị hiện ra dân cư đông đảo cúng dường y phục vật thực chỗ ở thuốc trị bệnh đầy đủ đến chư đại đức tỳ khưu khi đoàn chư đại đức tỳ khưu đi khỏi vùng ấy thì xóm làng thành thị kia biến mất. Một hôm, chư tỳ khưu hội họp bàn về ngài trưởng lão Sivali có nhiều tài lộc đặc biệt, không chỉ được phát sinh đến cho ngài trưởng lão Sivali mà còn đến tất cả chư tỳ khưu. Dù nhiều bao nhiêu vị cũng vẫn đầy đủ sung túc. Thật là điều phi thường, không những các hàng cận sự nam, cận sự nữ là thi chủ mà còn có Chư Thiên Long Phương cũng đem lễ vật, các thứ vật dụng dân cúng dường đến cho ngài trưởng lão Sivali Lý, cùng tất cả Chư Tỳ Khưu bao nhiêu vị cũng vẫn đầy đủ sung túc. Trong khi Chư Tỳ Khưu đang bàn luận về lợi lộc đặc biệt của ngài trưởng lão Sivali Lý, thì đức Thế Tôn ngự đến, ngài truyền dạy rằng: Các con đang bàn luận về chuyện gì vậy? Chư Tỳ Khưu bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con đang bàn luận về quả phước thiện đặc biệt của ngài trưởng lão Siva Lý bạch ngài. Nhân dịp ấy, Đức Phật chủ trì buổi hội Chư Tỳ Khưu tăng. Đức Phật tuyên dương ngài trưởng lão Siva Lý trước các hàng thanh văn đệ tử rằng: Ê e tắc găng phi ca về ma má sa vá năng la phi năng giá đi lý này chư tỳ khưu, Siva lý là bậc thánh đại thanh văn có tài lộc bậc nhất trong các hàng thanh văn đệ tử của Như Lai. Ngài trưởng lão Siva lý là bậc thánh đại thanh văn có tài lộc bậc nhất trong các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Đó là sự thành tựu như ý nguyện mà tiền kiếp của ngài trưởng lão Siva lý đã từng phát nguyện đã được Đức Phật Padumuttara quá khứ thọ ký đúng như vậy. Quả ác nghiệp của Hoàng tử Sivali Sở dĩ Hoàng tử Sivali nằm trong bụng mẫu hậu Supa xá suốt thời gian 7 năm 7 tháng với 7 ngày là vì quả của ác nghiệp của Hoàng tử đã tạo trong tiền kiếp. Trong tích Khadi Yava Niyare Vatathe Ravathu có đoạn đề cập đến ác nghiệp của Hoàng tử Sivali đã tạo trong kiếp quá khứ được tóm lược như sau. Trong thời kỳ Đức Phật Vipassi xuất hiện trên thế gian, khi ấy tiền kiếp của Hoàng tử Sivali là người dân làng cùng với dân chúng trong kinh thành Bách Thú Tí đã tạo phước thiện bố thí cúng dường, món ăn bơ đặc với mật ong đặc biệt ấy đến chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật Vipassi chủ trì. Khi ấy Đức Phật Vipassi nhận món ăn đặc biệt ấy rồi phát nguyện đem chia món ăn đặc biệt ấy đầy đủ cho 68.000 chư đại đức tỳ khưu tăng. Sau khi người dân làng chết, đại thiện nghiệp bố thí trong đại thiện tâm cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bát tín santhikala là đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, Patī tá làm phận sự tái sinh kiếp sau, hóa sinh làm vị thiên nam trên cõi trời dục giới. Một thuở nọ, sau khi vị thiên nam chết tại cõi trời dục giới ấy, đại thiện nghiệp bố thí trong đại thiện tâm cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau là đại quả tâm, gọi là tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau đầu thai vào lòng hoàng hậu của đức vua trị vì tại kinh thành Paranasi hoàng hậu sinh hạ ra hoàng tử khôi ngô tuấn tú khi hoàng tử trưởng thành có tài thao lược cho nên sau khi đức phụ vương băng hà triều đình làm quả tán xong các quan trong triều làm lễ suy tôn hoàng tử lên nối ngôi vua đức vua đem quân vây hãm bốn cửa kinh thành sau khi lên ngôi làm vua đức vua muốn đánh chiếm kinh thành nước khác được mẫu hậu cũng đồng tình nên đức vua dẫn đầu kéo các đoàn quân lính đến bao vây hãm bốn cửa thành lớn kinh thành ấy đức vua truyền cho sứ giả gửi tối hậu thư đến đức vua trong kinh thành ấy rằng hãy trao lại ngôi vua cho trẫm hoặc đánh nhau đức vua trong kinh thành trả lời rằng trẫm không trao ngôi vua cũng không đánh nhau những người dân trong kinh thành đi ra vào lấy củi nước, các thứ cần thiết bằng các cửa nhỏ làm được mọi công việc hàng ngày. Đức vua cùng với các đoàn quân lính bên ngoài bao vây hãm bốn cửa lớn kinh thành suốt 7 năm 7 tháng. Một hôm, hoàng thái hậu của đức vua truyền hỏi rằng: "Này các khanh, hoàng tử của ta đang làm gì vậy?" Các quan tâu rằng: "Muôn tâu hoàng thái hậu, Đức vua truyền lệnh các đoàn quân lính bao vây hãm bốn cửa lớn kinh thành suốt bảy năm bảy tháng rồi tâu lệnh bà. Nghe các quan tâu như vậy, Hoàng Thái Hậu quở trách rằng Hoàng tử của ta còn khờ quá. Hoàng Thái Hậu truyền lệnh rằng Này các khanh, các khanh hãy tâu với Hoàng tử của ta rằng hãy đóng chặt các cửa nhỏ cấm không cho dân chúng ra vào trong kinh thành nữa tuân theo lệnh của mẫu hậu, đức vua truyền lệnh các đoàn quân đóng chặt các cửa nhỏ, cấm không cho dân chúng ra vào trong kinh thành nữa. Dân chúng trong kinh thành không đi ra bên ngoài kinh thành được cảm thấy bực dọc, thiếu thốn mọi thứ. Nên đến ngày thứ bảy, dân chúng giết chết đức vua trong kinh thành rồi dân ngôi vua cho đức vua bên ngoài. Sau khi đức vua tức tiền kiếp của hoàng tử Sivali băng hà ác nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi đại địa ngục a chịu quả khổ của ác nghiệp ấy bị thiêu đốt suốt thời gian lâu dài cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy sau khi thoát khỏi cõi địa ngục đại thiện nghiệp mà tiền kiếp của hoàng tử sivali đã tạo cho quả tái sinh đầu thai kiếp chót trong lòng hoàng hậu supa vasa tức tiền kiếp là mẫu hậu của đức vua thai nhi tức hoàng tử sivali nằm trong bụng mẫu hậu suốt 7 năm 7 tháng và chịu thêm quả khổ của ác nghiệp suốt 7 ngày, bị đau đớn đến cùng cực cả mẫu hậu lẫn thai nhi, bởi vì thai nhi nằm ngang không sinh ra được. Đến ngày thứ Bảy, Đức Phật Gautama truyền dạy rằng Sukhini Hô Tú Subha Vasa Koliya Sukhini Aroga Arogan Putan Vichayatu sau khi truyền dạy xong, tại cung điện, hoàng tử Sivali sinh ra khỏi lòng mẫu hậu một cách dễ dàng như nước chảy ra khỏi bình dậy. Thai nhi tức hoàng tử Sivali nằm trong bụng mẫu hậu suốt 7 năm, 7 tháng. Đó là quả của ác nghiệp bao vây hãm bốn cửa kinh thành của đất nước khác. Thai nhi tức hoàng tử Sivali nằm ngang trong vòng 7 ngày không sinh ra được. Đó là quả của ác nghiệp tuần theo lệnh của mẫu hậu đóng chặt các cửa nhỏ của kinh thành, không cho dân chúng ra vào trong kinh thành, nên mẫu hậu và thai nhi, tức hoàng tử Siva Lý, cùng nhau chịu quả thống khổ của ác nghiệp ấy suốt 7 ngày đêm. Nghiệp và quả của nghiệp của Ngài trưởng lão Siva Lý Vô số tiền kiếp của Ngài trưởng lão Siva Lý đã tích lũy đầy đủ đại thiện nghiệp, mười pháp hạnh ba la mật hơn 100.000 đại kiếp trái đất và lời phát nguyện được Đức Phật Padumuttara quá khứ thọ ký, nên đại thiện nghiệp 10 pháp hạnh Ba La Mật ấy cho quả kiếp hiện tại, hoàng tử Sivali trở thành bậc thánh A Hán là bậc thánh đại thanh văn đệ tử có tài lộc bậc nhất trong các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama, đúng theo lời thọ ký của Đức Phật Padumuttara. Tiền kiếp của hoàng tử Sivali là đức vua được mẫu hậu đồng tình nên dẫn các đoàn quân đến phây hãm bốn cửa lớn kinh thành khác suốt bảy năm bảy tháng rồi nghe theo lệnh của mẫu hậu đóng chặt các cửa nhỏ cấm không cho dân chúng ra vào trong kinh thành suốt bảy ngày Đếp vua chiếm được kinh thành Hậu kiếp của đếp vua nay hiện kiếp chính là hoàng tử Sivali Hậu kiếp của mẫu hậu này kiếp hiện tại chính là hoàng hậu Vasa. Đại thiện nghiệp mười pháp hành ba la mật đầy đủ trọn vẹn của hoàng tử Sivali nên trở thành bậc thánh a Ác nghiệp của hoàng tử Sivali vây hãm kinh thành nước khác suốt bảy năm bảy tháng và thêm bảy ngày nên phải nằm trong bụng mẫu hậu suốt bảy năm bảy tháng thêm bảy ngày mới sinh ra đời như vậy nghiệp và quả của nghiệp theo định luật nhân quả nhân nào thì có quả ấy thì có quả ấy thì có quả ấy thì có quả ấy